Thành Quân, chàng trai 26 tuổi, sở hữu một thân hình rắn rỏi, chiều cao ấn tượng 1m78 và khuôn mặt rất điện ảnh, dễ tạo ấn tượng cho người nhìn ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Đẹp trai và tài giỏi là những cụm từ nổi bật dành cho chàng trai này, tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh, vì thế anh luôn có tư duy nhạy bén trong kinh tế. Thành Quân chia sẻ, anh từng dồn hết tài sản sẵn có để kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, có lẽ thời thế vẫn chưa thực sự tới với anh, dẫn tới kinh doanh thua lỗ, thất bại, khiến anh phải bằng tay trắng xây dựng lại từ đầu. Có lẽ đi lên từ thất bại đó đã tôi luyện một Thành Quân vững chạc như ngày hôm nay. Hiện tại, Thành Quân đang làm quản lý phòng kinh doanh cho một công ty tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong tương lai, anh mong muốn sẽ mở một công ty kinh doanh của riêng mình. Đẹp trai hoàn hảo là thế, nhưng tới nay, Thành Quân vẫn cô đơn gối chiếc một mình. Anh không mong cầu gì cao sang, chỉ mong tìm được một người phụ nữ yêu thương mình chân thành và biết thông cảm cho cuộc sống của nhau. Nguyễn Thành Vôn, đẹp trai. Chào đón Nguyễn Thành Vôn tại Cho Phép Được Yêu. Xin mời. Hôm nay mang giày pasta cũng dấp nữa hả? Trời xin lỗi nha, Von có sao không? Trời ơi, Von nè. Von thân mến, một câu hỏi mà mọi người luôn thắc mắc là tại vì sao những người có nhan sắc như anh em mình lại luôn luôn cô độc? Chắc là chưa tìm được đối tượng mà cùng ý với mình. Tình trường của mình như thế nào Von nhỉ? Em đã trải qua 2 mối tình. Thứ nhất là mối tình lúc còn đang sinh viên. Mối tình thứ hai thì tụi em có xác định với nhau, nhưng mà lại không đến được với nhau vì có những sự biến cố. Tụi em quyết định là mở một cái cửa hàng để mà kinh doanh. Nhưng mà sau khi kinh doanh thì thất bại. Rồi xảy ra mâu thuẫn nên là tụi em quyết định là dừng lại. Người ta thường nói là khi mà hai người yêu nhau mà làm ăn cùng nhau thì nó rất dễ, nó làm đứt cánh giữa đường. Anh muốn xin một tiêu chuẩn của Von dành cho người con gái mà Von sẽ mong muốn tìm hiểu. Von cần nhất là sự quan tâm. Vậy thì sự quan tâm của Von như thế nào và mức độ ra sao? Hãy cùng gặp gỡ với đại gia đình của nhà trai. Xin mời. Chào tất cả mọi người, tôi đến đây hôm nay với tư cách là cha của chú rể. Cha chú rể luôn ừ. Gia đình tôi tới đây tìm cho con trai của mình một ý trung nhân thật tốt. Kính chào quý vị, tôi tên là Candy Thái, anh kết nghĩa của Thành Vôn. Dạ, xin chào, mình tên là Ngọc Hân, là chị họ của Thành Vôn. Dạ. Em trai của mình vốn dĩ thì rất là hiền và trầm tính, nên thành ra hôm nay mình cũng đến đây để làm sao mà tìm được đàn dâu như ý. Bao cao su tham thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su tham thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.